Tuổi trẻ chấm dứt khi tính dị kỷ kết thúc. Sự trưởng thành bắt đầu khi ta sống vì người khác. Lúc hiểu được câu nói này, tôi đã thực sự trưởng thành, đã có một gia đình hạnh phúc. Còn ba, khi đã dành hết thanh xuân cho tôi, thì phải chịu cảnh thui thủi một mình. Giá như ngày đó tôi hiểu được, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Mất mẹ rồi thì ba cũng cần phải có một người để bầu bạn, sẻ chia. Thì hôm nay đã không phải sống trong sự hối hận muộn màng. Tôi mất mẹ từ lúc 5 tuổi. Tuổi đó tôi chưa biết mất mẹ là như thế nào. Nhìn người ta tới khóc mẹ, nhìn mẹ nằm một chỗ, tôi cũng khóc theo. Những ngày sau đó, tôi luôn khóc đòi mẹ, khóc đến mệt, ngủ thiếp đi mới thôi. Thương con, bà một mình nuôi tôi. Sao mà khó chịu vậy con gái? Cái này khó quá, con không làm được. Khó thì mình từ từ mình làm. Bạn của con á, nó toàn có mẹ nó khâu không à. Con làm gì có mẹ. Hay để ba làm cho ha. Ba theo được không? Thì ba cũng giống như con. Thì bây giờ ba cũng học như con vậy đó. Rồi từ từ ba cũng theo được. Thôi con vô trong làm bài tập đi nha. Để ba. Lúc tôi còn nhỏ, bà lúc nào cũng tất bật với ngộn ngộn gì. Nhưng ngày ngày vẫn đưa tôi đến trường và đứng đợi tôi tan học. Bà chịu khó chở tôi đi mua từng cây kẹp tóc đúng theo ý thích, từng loại bánh tôi thèm ăn. Tối về thì dạy tôi học. Với tôi, ba vừa là mẹ, là người bạn tinh thần quan trọng nhất. Lần sau ba đừng tới đón con nữa nha, con không có thích đâu. Thì ba sợ con tan học sớm rồi ra đứng ngoài nắng mệt, cho nên ba đón con sớm đó mà. Với lại ba ở nhà ba rảnh mà, con đâu có làm gì đâu. Nhưng mà con không thích ba coi chừng con từ phía xa, rồi bạn con thấy nó chọc con nữa. Они в гостевом варианте. Так началась игра. Ворота Данила возвращается в стартовый состав. В общем, как и Маркиньос слева. Con, ba giới thiệu với con, đây là cô Sinh, bạn của cô Út Lan nhà mình đó. Con biết mà. Con cũng biết cô Sinh nữa hả? Thì hôm bữa con qua nhà nội chơi, con thấy cô này nè, chơi với cô Út. Dạ đúng rồi đó anh. Cô Sinh á, cũng là hàng xóm của mình đó con. Cô đi làm ăn xa, mới về quê gần đây thôi. Nên ba mới gặp lại cô đúng không? Cô biết ba con hả, mấy chục năm rồi. Con đi học bài. Chào cô. Đúng là có nhiều chuyện tôi thích nói với bạn chứ không thích nói với ba. Nhưng nhìn ba ngồi với cô Sinh, tôi lại không thích chút nào. Trong lòng len lỏi một cảm giác ghen tị, sợ mất đi sự yêu thương vốn dĩ mà ba đã dành cho tôi. Thank you.
phải ba hết thương tôi, đã quên mẹ? Có phải là ba sẽ sớm cưới vợ mới, rồi tôi sẽ có một người dì ghẻ ở trong nhà? Nghĩ đến đó, tôi càng không muốn ba tôi quen cô Sinh. Mẹ ơi, bà sắp lấy vợ rồi mẹ ơi. Bà lấy cô Sinh đó, bà không có thương con. Cô đừng có tới tìm ba con nữa, con không có thích cô. Có lẽ vì câu nói của tôi mà cô Sinh đã rời xa quê. Chỉ nửa tuần sau đó, ba tôi buồn rười rượi. Ông vẫn thương và chăm lo cho tôi, nhưng ít nói hẳn. Mặc dù tôi chẳng nói câu gì với ba, nhưng ông thừa hiểu tôi không chấp nhận mối quan hệ này. Giữa hai cha con tự dưng có một khoảng cách buồn bã. Rồi tôi lên Sài Gòn, tôi bắt đầu lờ mờ bước chân vào chuyện tình cảm, hiểu sơ sơ thế nào là chuyện tình yêu nam nữ. Riêng ba tôi vẫn vậy, ngoài con gái ra, dường như ba tôi chẳng có niềm vui nào khác, nên ở nhà cứ mòn mỏi trông ngóng tôi cuối tuần trở về thăm. Tôi chỉ có mình nó, phải yêu thương nó, phải lo cho nó được hạnh phúc. Cô dám hứa không? Dạ, con hứa. Hứa thì phải giữ lời. Mẹ nó mất sớm, một mình tôi gà trống nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ. Cứ hễ mà chuyện gì nó vui á, nó hạnh phúc là tôi làm hết á. Nên mong cậu hiểu cho. Ba. Ba, hồi nãy á, ba nói gì với anh Hào vậy? Con thấy anh căng thẳng dữ lắm. Ba có nói gì sai đâu con gái. Nuôi con biết bao nhiêu năm trời, bây giờ giao lại cho người khác, ba làm sao mà an tâm được con. Mệt ghê á. Ba đừng có lo cho con. Anh Hào á, anh thương con dữ lắm. Con gái à, con là cả gia tài của cuộc đời ba, sao mà ba không lo được con? Ba chỉ mong là con chọn đúng người. Tôi kết hôn cùng chồng sống ở Sài Gòn luôn, vài tháng mới về quê. Ba ở một mình, chỉ mong vợ chồng chúng tôi tranh thủ về thăm. Kết hôn rồi tôi mới nhận ra, ai cũng cần có người bầu bạn. Chồng tôi đi công tác chỉ vài ngày đã khiến tôi cảm thấy tủi thân. Những lúc ấy tôi mới thấy mình ích kỷ với ba, thấy hối hận vì năm xưa không để ba đi bước nữa. Ba! Con gái! Trời ơi! Ba. Vô, vô đây con. Ba mới về. Ba. Ba.
Sao dạo này ba xanh xao quá vậy? Ba không chịu ăn uống gì hết đúng không? Con nhỏ nè, ba thấy ba vẫn ổn bình thường mà con. Chẳng qua là người già ăn không được bao nhiêu đâu. Con tính vậy nè, Hồng ấy ba lên ở chung với tụi con nha, để vợ chồng con tiện chăm sóc cho ba nha. Đúng đó ba. Người già người ta ngại chỗ lạ lắm con. Dù cho đó là nhà của hai đứa bay. Con chó hả? Cho em coi coi. Ôi, chó ở đâu dễ thương vậy ba? Con chó này á, của nhà bà Năm hàng xóm á. Bà mới sinh. Để bầu bạn đó mà. Đi thêm bước nữa nha ba, để có người bầu bạn với ba. Ba, con thấy vợ con nói phải đó ba. Ba già rồi, bao nhiêu năm qua ba vì sợ tôi buồn phiền mà bây giờ phải đi về lẻ bóc. Cô xin, sau lời từ chối của ba cũng đã không còn đủ sự tin yêu để đi tìm một hạnh phúc mới nữa. Còn tôi, sau sự ích kỷ đó là những ngày dài sống trong day dứt ăn năn. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng có những lỗi lầm dù muốn cũng không thể nào sửa được. Chỉ mong ai đó đừng như tôi, đừng vì ích kỷ nhất thời mà quên đi hạnh phúc của người mình yêu thương.